Chờ đó. Dạ có. Để chị làm thao tác lần. Chị Hà hả? Dạ. Ngọc trai rồi mà nuôi biết bao nhiêu lâu năm trừ lấy cục này thì nó hơi lép lép. Ướt nhiều. Rất đau lắm rồi. Chỗ này hơi đau. Đau rồi đó, chỗ miệng đau quá. Tôi nên khó rồi.
đi sợ. Ngọc nói đúng là ngọc trai trai đen. Đau quá giỏi. Đau đỉnh thì cái da.